Trước mặt các bạn là cái sản phẩm xe tải nhẹ trọng tải 930 kg bán chạy nhất ở trên thị trường hiện tại của nhà máy Shinhui Moto, hay còn gọi là SAM đó. Thì hôm nay mình và các bạn sẽ cùng đi tìm hiểu về một trong những cái sản phẩm hoàn toàn mới trong cái dòng xe SAM này, đó chính là cái sản phẩm xe SAM 930 kg thùng kín đời 2021. Nó khác biệt gì so với những cái phiên bản đời 2020? Thì trong video này các bạn sẽ biết được cái điều đó. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với ô tô Thiện Nhân. Chúc các bạn có một ngày mới tốt lành. Đây là cái sản phẩm SAM phiên bản đời 2021 hoàn toàn mới của Shinhui Moto. Đằng trước các bạn nhìn thấy không ạ? Logo SAM rất đẹp, rất chắc chắn, gắn trên nắp capo không bao giờ rơi được. Hệ thống đèn pha projector luôn. Đấy, xịn sò. Trước các bạn sẽ rất nhầm lẫn nó với những chiếc xe con đang có trên thị trường, nhưng không phải, đây là chiếc xe tải rất đẹp, rất hồng hóa, rất chuẩn. Thì cái sản phẩm này, trái tim của nó là động cơ 1.5 lít với công nghệ hoàn toàn mới của Đông Ben, tiêu chuẩn khí thải Euro 5 rồi, nhưng mà vẫn dán Euro 4 ở đây để tránh được cái sự soi xét của nhiều bên. Đấy, thì cái động cơ này là cái công nghệ mới nhá, nó khác hoàn toàn với công nghệ đời 2020. Tiết kiệm nhiên liệu hơn, nó ăn khoảng 6,5 lít cho 100 cây thôi. Còn cái phiên bản này đời 2020 nó sẽ ăn khoảng tầm 7,2 lít. Đó, vẫn hệ thống lốp. Ngoài ra thì cái hệ thống lốp này, lốp hai bên đấy các bạn, thì nó được thay bằng không phải lốp không xăm nữa, mà nó trở thành lốp có xăm rồi. Có xăm thì đi nó êm ái hơn. Đó, các bạn nhìn đúng không ạ? Đó, có xăm. Cái bản này là cái bản thùng, nó dài 2m7 nhá, thùng kín dài 2m7 bằng inox. Đây này, các bạn nhìn bằng inox. Đấy, thùng kín bằng inox. Mình sẽ qua đằng sau cho các bạn xem. Ở đằng sau thì chúng ta sẽ thấy một cái chiếc xe, nó cũng như những chiếc xe tải khác thôi, không có gì khác biệt cả. Nhưng mà điều đặc biệt là ở đây chúng ta sẽ nhìn thấy một cái nhân vật xuất hiện ở trong này. Đó chính là cái camera lùi, camera hành trình. Đó, đằng sau các bạn nhìn chassis này và lốp dự phòng này. Đó. Từ chiếc xe SAM 930 đời 2021 này được nâng cấp rất nhiều về cái hệ thống chassis. Hệ thống chassis và hệ thống khung gầm của xe khiến cho chiếc xe chắc hơn rất nhiều. Nhưng là nó cải thiện được cái điểm yếu của đời 2020, đó chính là cái chassis nó hơi yếu. Đó. Mà các bạn nhìn ạ, thì cái sản phẩm này là một trong những cái sản phẩm trong ba cái màu cơ bản của nhà máy, là màu trắng, màu bạc và màu xanh. Đây là cái màu trắng này. Đó, lốp trước cũng là lốp có xăm nha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng vào cabin để khám phá cái sản phẩm hoàn toàn mới này. Thì với cái sản phẩm hoàn toàn mới này, chúng ta sẽ có một cái sự đồng bộ tuyệt vời đến từ Đông Ben, từ cabin. Các bạn nhìn thấy logo SAM rất là đầy đủ trên này, rất là chuẩn trên này. Chìa khóa cũng có cái logo SAM này cho bạn nhìn nha. Chìa khóa cũng có cái logo SAM, các bạn nhìn đúng không ạ? Đó. Ngoài ra chúng ta sẽ có một cái hệ thống camera lùi, camera hành trình chính hãng của nhà máy. Ngoài ra chúng ta sẽ có thêm một cái hệ thống ghế da 3D hẳn hoi. Đó, ghế da xịn sò của nhà máy luôn. Chúng ta sẽ có một cái hệ thống loa được cải tiến hơn rất nhiều so với đời 2010, nghe hay hơn, chép rõ ràng hơn, bass to hơn. Đó, bây giờ mình sẽ lổ cái máy này lên cho các bạn xem nha. Thì anh em xe tải thì cũng không quan trọng gì cái việc là lổ xe, về thực tế là xe này thì mình muốn các bạn phải lái thử. Khi mà lái thử rồi thì các bạn sẽ có cái cảm nhận chính xác về cái sản phẩm này. Cụm đồng hồ nó rất là đẹp. Đây là một trong những cái đặc tính đồng hồ đẹp, vô cùng đẹp. Đó, khi mà mở lên các bạn sẽ nhìn thấy là Heat Definition Recorder này, đó, ghi âm chất lượng cao luôn. Đấy, với cái màn hình là 9,7 inch như một cái chiếc iPad, chúng ta có 4G, có đầy đủ tất cả mọi thứ. Thì đây là một trong những cái cần thiết cho bất kỳ một cái bác tài nào sở hữu cái sản phẩm này. Giờ sẽ mình vào số lùi cho các bạn xem nha. Đấy, khi vào số lùi thì xe nó sẽ chuyển sang camera lùi. Đó là một trong những cái đặc tính, một cái đặc điểm rất tuyệt vời của cái sản phẩm SAM 930 này. Thì không phải tự nhiên cái sản phẩm này bán chạy nhất trên thị trường đâu. Thứ nhất là nó có một thiết kế rất đẹp. Các bạn nhìn các bạn thấy là nó có một cái thiết kế rất là đẹp. Thứ hai là nó rẻ. Cái sản phẩm này, cái thùng kín này, để mà mua được một chiếc xe trong phân khúc này với cái máy động cơ mạnh như thế này và thùng kín như thế này,
các bạn sẽ bỏ ra nó đắt hơn khoảng 10 đến 20 triệu. Những cái sản phẩm này rất rẻ. Giá của nó chỉ hơn 200 triệu một tí thôi. Các bạn có thể để lại số hoặc là gọi cho mình số tốt cho bạn 0978 và 0987733322, mình sẽ tư vấn cụ thể hơn về cái sản phẩm này cho các bạn. Ok, video này sẽ kết thúc ở đây thôi. Hẹn gặp lại các bạn trong các video lần sau. Chân thành cảm ơn.